kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh yêu cầu tập trung cao độ các dự án trọng điểm. Tiên Lữ hoàn thành sớm 2 năm công tác sáp nhập các đơn vị giáo dục công lập. Hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ trên địa bàn huyện Khoái Châu. Ngăn chặn việc trồng cây chờ bồi thường. Lập 26 chốt kiểm tra nồng độ cồn từ nay đến Tết Nguyên đán. Kịp thời bắt giữ đối tượng giết người ở Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, rà soát lại các dự án để đưa vào hoặc loại ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm nếu cần thiết, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm đường Vành Đai 4 và đường Tân Phúc Võng Phan, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm ngay từ những ngày đầu của năm 2024. Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn ra chiều qua. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp, nổi bật trong đó là các dự án công trình trọng điểm như đường Vành Đai 4 đạt gần 196 ha, đường Tân Phúc Võng Phan đạt trên 128 ha, khu công nghiệp số 3 đạt gần 160 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đạt trên 168 ha. Khu công nghiệp Yên Mỹ đạt trên 30 ha, đã khởi công 3 khu công nghiệp lớn gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và 4 cụm công nghiệp gồm Minh Khai, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Sơn, Trần Cao, Quang Hưng. Trong năm, các khu công nghiệp đã tiếp nhận được 64 dự án đầu tư, 49 dự án FDI và 15 dự án DDI. Với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu đô la Mỹ và 1.990 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp cũng đang nhanh chóng đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư các nhà đầu tư thứ cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương và sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2023, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các dự án ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2024. Rà soát lại các dự án để đưa vào hoặc loại ra khỏi danh mục các dự án trọng điểm nếu cần thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra việc chi trả giải phóng mặt bằng đối với các dự án đảm bảo chi đúng chi đủ theo đúng quy định của pháp luật, rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, xét duyệt nguồn gốc sử dụng đất để xây dựng phương án hỗ trợ tái định cư phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương về vấn đề xác định giá đất tái định cư. Các địa phương chủ động bố trí khu vực tái định cư và các hạ tầng khác để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng dự án, đề ra mốc thời gian cụ thể để thực hiện, tăng cường phối hợp báo cáo với các bộ ngành trung ương những khó khăn vướng mắc để có phương án giải quyết. Đối với đường Vành Đai 4 có 3 cái việc rất quan trọng. Một là thôi đất ở gắn với đây là triển khai khu tái định cư. Hai là di rời mùa mả. Và cái thứ ba nữa là liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, điện, trung hạ thế, hạ tầng nước, viễn thông. Thế còn đường Tân Phúc Võng Phan còn là 20 ngày nữa của cái tháng 12 âm lịch để di rời mộ trí của các cái mùa mả mà bị ảnh hưởng. Rà soát lại các dự án giao thông. Mà còn cái dự án giao thông nào mà còn ách tắc, còn vướng mắc mà bây giờ cứ chậm trễ các cái dự án đấy là chậm tiêu tiền. Chậm tiêu tiền là dẫn đến lãng phí về nguồn lực, lỡ cơ hội về thu hút đầu tư và phát triển cho tỉnh. Phải quyết liệt ngay từ những ngày đầu của tháng đầu và cho đến ngày cuối cùng của năm 2024.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời các chủ trương đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng một số vị trí gặp khó khăn, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh, quản lý chặt việc thu hút các dự án đầu tư theo đúng định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo đề cao vai trò trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các dự án, các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng kế hoạch cam kết bằng văn bản tiến độ thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư để các chủ đầu tư có điều kiện triển khai thực hiện dự án, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm của chủ đầu tư hạ tầng trong quá trình triển khai dự án, sớm ban hành cơ chế quản lý hoạt động của nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, quan tâm tới nguồn cung vật liệu cho việc thi công, xây dựng các dự án. Thưa quý vị, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng nay các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã về trao tặng quà Tết cho người có công, gia đình người có công, hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kim Động. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Dự về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao tặng hơn 3.700 xuất quà với tổng trị giá 6 tỷ đồng cho người có công, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó, riêng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng hơn 2.700 xuất quà trị giá 4 tỷ đồng cho các đối tượng của huyện Kim Động. Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là những người con quê hương Kim Động anh hùng đối với những người có công, gia đình người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, động viên các gia đình đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Chiều ngày 12 tháng 1, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy chúc mừng và biểu dương những đóng góp kết quả mà Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã đạt được năm 2023. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giao năm 2024, đồng chí đề nghị Cục Thuế bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh lên kế hoạch thực hiện thu thuế, tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ thuế, thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, đôn đốc người nộp thuế, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đảm bảo về số lượng và chất lượng, nâng cao kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh đã phát động thi đua và ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Ngày 12 tháng 1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu trong năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, bám sát định hướng tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, triển khai cải cách đồng bộ về hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, chuyển đổi số, dữ liệu tài nguyên và môi trường, tham mưu thực hiện tốt các chương trình làm việc năm 2024 của tỉnh, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường,
tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đảm bảo các nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện thống kê đất đai và kiểm kê đất đai, thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cụm thi đua các phòng đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt nhiều kết quả khả quan, giá trị thu được trên 1 hectare canh tác đạt gần 238 triệu đồng, năng suất lúa đạt gần 63 tạ trên 1 hectare. Toàn tỉnh có hơn 140 mô hình Việt Gáp được cấp chứng nhận mới, chăn nuôi thủy sản phát triển ổn định. Công tác thú y và phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, có thêm 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 34 xã. Năm 2024, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên phấn đấu giá trị sản xuất đạt trên 14.300 tỷ đồng, có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 100% hộ dân có điều kiện sử dụng nước sạch. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2025. Đến nay, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị công lập lĩnh vực giáo dục trước 2 năm theo kế hoạch đề ra. Huyện đã tổ chức sắp nhập 18 trường còn 9 trường, trong đó có 16 trường cấp 1-2 và 2 trường mầm non. Giai đoạn đầu sắp nhập 10 trường và giai đoạn 2 sắp nhập 8 trường. Sáp nhập các trường giúp tinh giản bộ máy, giảm được biên chế quản lý nhân viên, qua đó giảm nguồn chi lương và phụ cấp chức vụ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Đến nay, bộ máy hoạt động của các đơn vị trường học ổn định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hoàn thành kế hoạch trước 2 năm về công tác sáp nhập hệ thống trường học ở các bậc học, cũng như góp phần tạo thuận lợi khi huyện Tiên Lữ tiếp tục thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn xã trong năm nay. Thực hiện chỉ thị số 42 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo luật phòng chống tham nhũng, thời gian qua, huyện Khoái Châu đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi, điều động cán bộ theo đúng chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo yêu cầu chuyển đổi vị trí công tác theo trình tự quy định. Là công chức địa chính xây dựng xã Đại Hưng, anh Hiển được điều chuyển về công tác tại xã Việt Hòa từ tháng 10 năm 2021 đến nay đã được 3 năm. Sang địa bàn mới, anh Hiển bắt tay ngay vào công việc chuyên môn để kịp thời nắm chắc địa bàn cũng như công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương. Công việc càng bận rộn hơn trong công tác chuyên môn khi năm 2022, huyện Khoái Châu ra quyết định thu hồi trên 30 ha làm cụm công nghiệp phía Đông Khoái Châu. Anh đã tích cực phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng huyện trong công tác tuyên truyền vận động, ra soát, hỗ trợ bồi thường của trên 600 hộ dân trên địa bàn. Nhờ đó đến nay, 98% người dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường. Mới về tiếp cận thôi, nhưng mà đối với dân, đối với cán bộ là rất hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình, rất có tín nhiệm với dân, cho nên công tác giải phóng mặt bằng rất là nhanh gọn. Nhưng luân chuyển ra địa bàn mới thì giai đoạn đầu quả thật là nó cũng có nhiều cái khó khăn vì chưa quen địa bàn, chưa quen hồ sơ các thứ, trong công tác chuyên môn thì nó cũng khó khăn, tuy nhiên mất một giai đoạn đầu. Và sau thì dần dần thì chúng tôi cũng làm quen hồ sơ, làm quen địa bàn. Nên bây giờ cơ bản công việc bây giờ nó cũng ổn định, thuận tiện công tác. Xã Việt Hòa có 2 cán bộ được luân chuyển đảm nhiệm vị trí công chức địa chính và tài chính xã. Ngoài làm tốt nhiệm vụ được giao, công tác dân vận tiếp dân cũng được cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc. Năm 2023, địa bàn xã có trên 10 vụ tranh chấp đất đai. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác hòa giải và giải quyết tranh chấp nên đa số các vụ việc không có đơn thư vượt cấp. Công chí về tiếp cận với địa phương rất tốt, về quan điểm tức là học hỏi này, tham mưu cho đảng chính quyền địa phương. Tiếp cận người dân thì cơ bản nói chung là hòa nhã, phân tích giải thích các vấn đề thuận lợi cho bà con nhân dân cũng rất hiểu, am hiểu cái việc đó. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Khoái Châu đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ đối với chức danh công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và công chức tài chính kế toán tại các xã thị trấn. Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện dựa trên nguyên tắc công khai minh bạch đúng với thực tế yêu cầu của địa phương, chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ công chức trong diện chuyển đổi.
Kết quả, đối với công chức tài chính kế toán, huyện Khói Châu đã luân chuyển 8 công chức tài chính kế toán xã. Đến nay, huyện đã chuyển đổi vị trí công tác của 21 công chức địa chính của 10 xã thị trấn. Trong 2 năm qua thì có 2 đồng chí địa chính xây dựng và đồng chí tài chính kế toán là luân chuyển về địa phương. Thì qua thời gian đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ đến nay, về chuyên môn, cũng là về năng lực công tác, về tiếp dân, các đồng chí thực hiện nhiệm vụ rất là hiệu quả. Việc thực hiện nghiêm công tác chuyển đổi vị trí cán bộ không những giúp sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp, trưởng thành hơn trong công tác chuyên môn mà còn giúp cho mỗi cấp ủy, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chuyên môn và chủ động phòng ngừa, tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Mỹ xuất hiện hiện tượng người dân trồng cây tại các khu vực đã được quy hoạch để chờ bồi thường có dấu hiệu trục lợi chính sách. Trước những vấn đề này, chính quyền các địa phương có dự án chạy qua địa bàn đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Cách đây 5 năm, khi tuyến đường này chạy qua lại biết thông tin về địa điểm quy hoạch khu đấu giá đất hơn 4 hectare liền kề, nên một số hộ dân ở thôn Nhân Lý, xã Thanh Long mang các gốc cây này ra để trồng trên các diện tích đất nông nghiệp của gia đình. Đây là những cái cây mà trồng để trục lợi của người dân. Thì cái hiện tượng này thì nó cũng có. Thế nhưng sau khi mà người dân cố tình trồng, tại xã Thanh Long còn có cụm công nghiệp làng nghề Mộc Thụy Lân với diện tích 10 hectare. Vì vậy mà việc công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch xây dựng cũng như tăng cường quản lý giám sát trên các diện tích này để ngăn chặn người dân trồng cây chờ bồi thường được xã rất chú trọng. Tại các xã Việt Cường, Đồng Than cũng diễn ra tình trạng tương tự. Khi người dân có thông tin về các dự án giao thông, đấu giá đất, đặc biệt là xây dựng cụm công nghiệp sắp diễn ra, thì đều có hiện tượng mang cây mới ra trồng. Ví dụ như nhà ông Mờ ở thôn Trương Kênh Cầu đã trồng gần 30 gốc cây này vào diện tích trồng chuyển đổi của gia đình từ năm 2019 khi nghe thông tin về dự án cụm công nghiệp Đồng Than được quy hoạch và triển khai. Tuy nhiên, thôn và xã Đồng Than đã có các biện pháp để kịp thời thông tin ngăn chặn. Trong đó có giải thích để người dân biết được dù có mang cây ra trồng, sau khi có quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và việc khác thì đều không được bồi thường các tài sản trên đất, nhất là cây trồng mới. Chúng tôi cũng đã họp lại quán triệt cùng với các cơ sở thôn là đi kiểm đếm nó phải rõ ràng, cây mới, cây cũ, cây mới thì nếu có những cái hiện tượng mà trồng mới thì chúng tôi cương quyết là không kiểm đếm các cái cây đó, bởi vì nó có yếu tố trục lợi, đây là tuyệt đối nó không kiểm đếm. Thành lập một cái tổ công tác thì thường xuyên anh em tôi đi tuần tra kiểm soát, có dấu hiệu đó là nhắc nhở, hai là thiết lập biên bản yêu cầu gia đình là không được trồng, và cũng nói rõ luôn là nếu cứ cố tình mà trồng thì sau này sẽ không được đền bù bồi thường hỗ trợ. Thôn cũng đã tuyên truyền là sau khi mà đã có cái thông báo thu hồi đất của ủy ban nhân dân huyện thì là gia đình là không nên trồng cây vào cái diện tích đất của hộ gia đình mình. Do được tuyên truyền giải thích kịp thời và công khai các quy hoạch nên cụm công nghiệp Đồng Than có diện tích hơn 70 hectare với hơn 600 hộ dân của 4 thôn bị thu hồi đất nông nghiệp. Song đa số các hộ đều nhận thức về việc không trồng cây để trông chờ nhà nước bồi thường. Hưng Yên vẫn đang phát triển mạnh các khu cụm công nghiệp, kinh nghiệm để làm tốt giải phóng mặt bằng của những địa phương đã có các khu cụm công nghiệp đang triển khai chính là phải quản lý đất đai tốt, kịp thời ra soát phân loại các diện tích đất để có hướng xử lý. Bên cạnh đó là thông tin nhanh, chính xác về các khu vực được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân hiểu và chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn từ nay đến Tết Nguyên đán 2024. Qua đó, lực lượng sẽ chia làm nhiều cụm với các chốt kiểm tra nồng độ cồn khu vực trung tâm và 5 cụm ở vùng ven. Kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn sẽ được thực hiện cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và địa bàn phụ trách. Ngay tối ngày 12 tháng 1, của ngày đầu ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã lập 26 chốt kiểm tra nồng độ cồn trên 1.000 phương tiện, trong đó xử lý 33 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 250 triệu đồng, tạm giữ 33 phương tiện, tước 23 giấy phép lái xe. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, lực lượng sẽ chia làm nhiều tổ, tập trung kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường vào trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và vùng lân cận.
Các cụm này thực hiện kế hoạch chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường và địa bàn của các đội, trạm mà cụm đó đảm trách. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động đổi địa bàn tuần tra kiểm soát luân phiên khu vực tuần tra, đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lặp hoặc bỏ sót địa bàn. Việc triển khai theo cụm sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông do nồng độ cồn, chất kích thích gây ra. Sau khi đâm vợ tử vong, đối tượng Đặng Quang Sơn, trú tại tổ dân phố Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã bỏ trốn. Chỉ sau 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ được đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1 tại chung cư Lạc Hồng Phúc trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai vợ chồng Đặng Quang Sơn và chị Lê Thị Bờ là vợ Sơn đã xảy ra xích mích dẫn đến xô xát. Sơn đã dùng một thanh kiếm đâm vào ngực bên phải của chị Bờ. Đối tượng Sơn sau đó đã bỏ trốn. Hậu quả, chị Bờ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Do thương tích quá nặng, chị Bờ tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Đến 10 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2024 thì tử vong. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, với tinh thần mưu trí dũng cảm, kiên quyết truy bắt đối tượng, các lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công các tổ công tác tiến hành xác minh, lần theo dấu vết đối tượng. Chỉ sau 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt được Đặng Quang Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.